Mô Di Phật. Lời đầu tiên Thiện Tấn xin chúc tất cả một ngày tu tập an vui, hạnh phúc, tiến tu. Hôm nay Thiện Tấn xin chia sẻ cho các bạn một bài kệ Thiện Tấn thấy hay cho nên Thiện Tấn muốn chia sẻ cho các bạn để các bạn cùng tham khảo. Kệ này nó ở trong cuốn Cư Trần Đạt Đạo của vua Trần Nhân Tông, người ta cũng gọi là Phật vua Trần Nhân Tông à, bài kệ này nó quá hay nó rất là nghe thì rất đơn giản nhưng mà nó rất là thâm thúy bài kệ nó có như vậy nếu mà trong cái t... Cảnh gốc của nó cư trần đạt đạo thả tùy duyên cơ tắc sang hề hốt tất miên gia trung hữu bảo hưu tầm mịch đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền thì tạm dịch lại ở đời vui đạo hãy tỳ duyên khác uống đói ăn mệt ngủ liền trong nhà có báo thôi tìm kiếm đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền thì cái câu khác đó thì thiện tấn đặt thêm vô thì nó cũng giống đồng nghĩa vậy thôi ừ. hãy đói thì ăn mệt thì ngủ liền thiện tấn đặt thêm vô là khác uống đói ăn mệt ngủ liền thì nó cũng là một hành động thôi các bạn cái bài kệ này nó rất là nghe thì nó rất là bình dị à, ở đời vui đạo hãy tùy duyên chúng ta có thể tùy duyên được thì chúng ta sẽ được an lạc mọi chuyện chúng ta đã làm hết với với lòng chân thành với hết sức của mình mà nó cũng không có thành công hay là nó đã thành công thì chúng ta cũng vui mà hoan hỷ và tùy duyên chúng ta không có than trời trách đất đổ thừa hoàn cảnh đổ thừa người này người kia tại vì chúng ta là con phật phật dạy làm sao nhân quả cái gì nó cũng có duyên và có nhân duyên và nhân quả của nó hết nếu nó chưa tới tại vì nó chưa đủ duyên à, duyên đến đủ thì nó đến à, hết duyên thì nó sẽ ly tán à, không có gì phải buồn rầu mà hãy bình tâm trí mà quán chiếu thì uh, nói câu tùy duyên tùy duyên chứ không có tùy tiện nha các bạn tùy tiện là mình làm cái gì nha. muốn làm gì thì làm không có được tùy duyên là mình làm hết mình rồi mà mọi chuyện nó không như ý thì lúc đó mình mới nói tùy duyên chứ còn mình chưa làm gì hết mình ngồi chờ sung rụng mà mình nói cứ tùy duyên thì không có được nó không phải ý của câu tùy duyên hồi xưa tôi có một anh bạn ảnh ảnh nói cũng vui thôi nhưng mà nó lại phản ảnh ảnh nói vấn đề duyên nợ của ảnh anh nói tôi ở nhà thôi rồi duyên nó sẽ tới thì giống như người chờ trời sung rụng vậy nhưng mà cơ hội nó có chứ không phải không có nhưng mà rất là hiếm cho các bạn đây là mình lúc nào cũng phải tranh thủ tranh thủ chứ không phải tranh giành không phải tranh đấu mà mình tranh thủ mình làm hết những cái chuyện mình cần làm còn anh thì anh nghĩ là thôi mình cứ ở nhà rồi có cô nào tới rồi có hốt mình đi thôi các bạn <laughs> các bạn nghĩ vậy à có ảnh nghĩ vậy đúng không nhưng cuối cùng thì sao ảnh cũng phải bay à, thiện tán với ảnh thì ở đang ở đông mạch thì cuối cùng anh cũng phải bay về việt nam cũng có người giới thiệu thế này thế kia rồi cuối cùng anh cũng về việt nam anh lấy vợ cho nên Ngồi chờ sung rụng là không thể nha các bạn Chứ bây giờ nghe ai chờ ngồi chờ sung rụng Từ khi mình có cái phước lớn lắm Cái phước lớn khủng khiếp Thì á, hoặc là cái duyên người ta đi tìm mình Chứ còn ngồi chờ sung rụng là xưa nay là không thể Thế Nên đừng hiểu lầm cái câu tùy duyên à, Vui đạo Vui đạo hãy tùy duyên mọi chuyện nó để cho nó tự nhiên nó đi theo cái quy luật của nó nó xảy nó xảy ra không có tùy tiện và khi mọi chuyện nó gặp bế tắc hoặc là nghịch cảnh hay thượng duyên cũng vậy thượng duyên thì mình không khởi lòng ngạo mạn cái gì mà dễ quá thì mình sanh tâm không kiên trì và khởi lên những cái ý niệm ngạo mạn cống cao kinh thường còn nghịch cảnh thì mình thường hay là uh, đổ thừa trách móc như thế này thế nọ mà nó uh, tùy duyên câu thứ hai thấy đói thì ăn mệt ngủ liền đói thì ăn nhưng mà đói ăn mệt ngủ liền không có dễ đâu nha các bạn có người đói ăn không có được nha các bạn và có người buồn ngủ ngủ không có được nha các bạn cho nên mà đói có ăn mệt có uống ơi mệt được ngủ là nó cũng cực kỳ khó khăn với nhiều người mà mình đã được đói cứ ăn mệt ngủ liền đói ăn có người đòi này đòi nọ ăn cái này ăn cái kia ờ, ăn ngon ăn dở rồi chê rồi ý ẹ thế này thế kia muốn kiếm được bữa ăn không dễ đâu nha các bạn mình thử đi qua châu phi đi hay là những người bệnh này nọ đi ăn thấy dễ vậy đó nhưng mà không dễ tí nào đâu các bạn à, mình ăn là sống ăn để sống chứ không phải sống để ăn khi vọng bữa cơm lên chưa chắc được ăn nữa mà ăn với tâm thái như thế nào chê khen không hài lòng phiền não dậy đầy còn đây ý là ngài nói là bữa ăn nó không có vướng mắt gì hết à, khó thì cứ ăn không có thì nhịn thôi chứ không có than trời trách đất đủ thừa hoàn cảnh à, nhiều người ăn một bữa ăn nó cực kỳ đó, nó cầu kỳ nha các bạn rồi ăn với sự giết chóc có người ăn trên xác của những động vật hoặc là chúng sanh để nuôi cái mạng sống này cho nên ngài nói ăn không phải dễ ngài nói ăn thì rất dễ đó nhưng mà các bạn thấy có dễ không mình sáng mơ phải đi thức dậy phải lo làm lo lụng lo vươn chải trong cuộc sống có người làm cả ngày còn chưa ăn nữa các bạn không đủ ăn luôn chứ đâu phải dễ đâu bữa ăn đâu có đâu có dễ nó có đầy đủ nhân viên mình mới có đủ ăn chứ nó đủ phước mới đủ ăn chứ có nhiều người làm rồi con cái chiều về ăn phải uh, hà tiện hà tặng không có phải rồi uh, ăn là dễ đâu trong cái ngũ dục cái ăn là một cái trong một trong những ngũ dục à, tài sắc danh thực đó vấn đề đồ ăn đó có người ăn an lạc có người ăn không có an lạc chút nào ăn nước mắt tràn cơm chứ đâu có dễ các bạn Thử các bạn đi làm thuê làm mướn đây đi làm cho người ta rồi ăn những ngày xưa mà nở đợi đó ăn một bữa cơm nước mắt cực khổ mới có được bữa cơm mà lên bữa cơm ăn còn bị chửi bị la còn thậm chí có người ăn phải đi ra giữa hè ra góc hè không được ăn chung cho nên bữa ăn nói bữa ăn dễ đói thì ăn đói không có lấy gì ăn cho nên đói à, được ăn là nó là hạnh phúc rồi đó cho nên ăn ăn với tâm thái như thế nào nữa vui buồn à, mệt ngủ à, mệt thì có nhiều người mệt đâu ngủ được các bạn cho nên được ngủ là hạnh phúc nằm lên ngủ rồi là hạnh phúc với nhiều người ngủ cái giường 10.000 đô 20.000 đô chắc chị đang ngủ ngon đâu các bạn nhưng mà Phật tại sao ngủ dưới gốc cây ngày ngủ ngon Cho nên nó không thuộc lệ vào hoàn cảnh Mà thuộc lệ vào cái tâm của ta Đây nói tâm thái của ta như thế nào Thì ta sẽ an lạc theo kiểu đó Ông vua đó, ổng ngủ trên lông ngai của ổng đó Đại khái là ngủ á Ổng ngủ đâu có được đâu có đêm ngủ đâu được đâu phải lo chuyện này tính chuyện kia đâu có đơn giản còn có người người ta nằm xuống đây ngủ tại vì người ta không có lo là không vướng mắt với sự đời nữa thì người ta mới ngủ ngon leo lên ngủ trên cái giường và cái nhà cũng vậy đẹp sang dầu có như thế nào nằm trên đống vàng như nữa nhiều khi cũng ngủ không ngon các bạn cho nên cái ngủ ngon của ngài đây nói là sự tự nhiên sẽ không vướng mắt đây là thiền đạo ở chung quanh ta ở trong tâm ta chứ không phải ở ngoài à, lúc ngày con làm vua đó ngày đi lên núi gặp đại sư phù vân đại sư phù vân mới hỏi ngài Ồ, ngài đi đâu đây mới trả lời chứ à, con đi tìm phật chứ phù vân mới nói chứ Ủa Phật đâu trong núi mà ông tìm không muốn tìm Phật thì ở trong tâm của ông á chứ trong núi làm gì có Phật Phật mà thiệt nha các bạn Phật ở không ở trong chùa cũng không ở đâu hết đâu đâu cũng có Phật Phật trong tâm ta Phật thiệt Thái tử Thất Đạt Đa thành Phật rồi thì ngài cũng đã về Tây Thiên chứ ngài đâu có đi vô ở trong chùa hay là trong núi đâu cho nên mình đi tìm Ngài là không thể nào. Muốn tìm Phật, quay lại. Chính bản tâm bản tánh của ta nhận ra cái viết của mình. Ngài lúc là các bạn còn nhớ không? Lúc Đức Phật Thái tử chưa thành đạo. Ngài đâu có tìm Phật ở đâu. Ngài ngồi dưới góc cụ đề mà. Ngài nhận ra. Giác ngộ ra. Cũng ở trong cái cái sự biết thấy biết của ngài thôi chứ ngài đâu có đi tìm một phật nào đâu các bạn các bạn còn nhớ không mà ngày hôm nay chúng ta bỏ tiền bỏ công đi tìm phật chỗ này đi tìm phật chỗ kia đống chùa chiền tất cả những cái chỗ am thiền đó là phương tiện mình dựa vào đó mà mình mình tiến tu mình nhận ra cái thấy biết của mình tánh giác của mình cái đó không phải là đi tìm phật nha các bạn thiền ghe để đi qua bờ bên kia chứ không phải thiền ghe là bờ bên kia nó là chẳng qua là phương tiện thôi trong kinh viên giác chỉ cho mình sao cái ngón tay để chỉ mặt trăng tất cả kinh sách phương tiện là giống như một cái ngón tay một cái phương tiện để đi tới ngay chỗ đó chỉ cái chỗ đó chứ không phải là chỗ đó cho nên chúng ta phải hiểu được cái này thì chúng ta mới mới nhận dễ nhận ra cái sự thật cái chân lý cho các bạn gia trung hữu bảo hưu tầm mịch trong nhà có báo thôi tìm kiếm chỉ cho mình mình có báo rồi mình có cái báo này <laughs> báo này là là cái tánh phật của mình cái tánh giác biết của mình một cái bình đẳng cho nên mình đi tìm chỗ khác là không đúng rồi trong nhà có báo thôi tìm kiếm ý là nói đừng có đi vòng đi đâu hết mà trong ngay cái ta cái cái tâm của ta đây là Phật rồi mà tại vì ta bị nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nó che lấp đi cho nên ta không thấy được thôi thì bây giờ mình muốn thấy thì có những người, người tự giác hoặc là có người ta chỉ cho mình ta khai ngộ cho mình chứ mình đã có sẵn rồi các bạn Phật cũng nói mà ta ra đời chỉ có một đại sự nhân duyên là chỉ cho chúng sanh có tánh Phật chỉ vậy thôi cho nên mình đi đâu tìm là không có đúng sai hết mà phải quay trở lại quay trở lại hãy tìm mình chính mình nhận ra chính mình rồi từ đó mình tiến tu có người thì nhận ra đại trí thì người ta nhận ra còn mình không phải đại trí thì mới phải tìm tu nghe mình tu từ từ thì từ từ cái tánh phật nó cũng hé lộ ra đối cảnh vô tâm mà quấn thiền đối cảnh ở ngoài mình không vướng mắt với cảnh trần bên trong mình không bị loạn động thì khỏi thằng đi khỏi thằng thiền đó là thiền rồi khỏi thằng hỏi mà nó cũng chẳng có thiền gì thiền nhân qua cũng là một cái tên thôi các bạn ngôn ngữ nhân qua là một cái phương tiện để là chỉ cho cái gì đó thôi chứ nó không phải là nó bây giờ mình gặp một cái người con gái đẹp mình chưa biết con người con gái đẹp thôi mình thấy con khỉ mình biết đó là con khỉ con khỉ đó cũng không phải là con khỉ mà người ta mặc định nó là con khỉ là tiếng việt nam gọi là con khỉ chứ trong đó nó cũng chẳng có gì là con khỉ còn mình thấy một cô gái đẹp đầu làm vọng tưởng nè à, nếu tôi lấy cô đó về nè tôi tôi sẽ mình sẽ hạnh phúc nè à, Tôi sẽ được người ta khen tôi có vợ đẹp nè. Rồi vân 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 vân. Đó bắt đầu là mình vọng tưởng rồi. Mình không còn là mình nữa rồi đó. Lúc đó mình bị loạn động rồi. Tâm mình nó động rồi đó. Còn mình thấy gọi là thấy như thật nó vậy đó, để nó vậy. Tâm cảnh như như tâm và cảnh đều như. Thì thì không ta không có loạn động là dĩ nhiên là ngay chỗ đó ta an lạc mình an lạc rồi các bạn đối cảnh vô tâm thấy tất cả cảnh nhưng mà tâm không động đó là thiền thì đó an lạc sở dĩ ta phiền não là ta khởi tâm ta tính ta toán ta vọng động thế này ta vọng động thế kia ta nghĩ ngợi thế này ta nghĩ ngợi thế nọ cho nên ta mới bị giống như nó lôi kéo ok các bạn hôm nay uh, thiện tấn chia sẻ thấy cái bài kệ này hay quá và chia sẻ cho các bạn nó có nhiều ý pháp nói nhiêu đây thì cũng không đủ đâu nhưng mà thôi biết nhiều thì nói nhiều uh, mong các bạn ở trong cái clip này uh, rút ra được cái gì đó uh, chúng ta cùng tiến tu trên con đường giải thoát uh, an lạc an lạc là chính uh, bớt đi phiền muộn tại cuộc đời này nó nhiều phiền muộn lắm rồi nó nhiều phiền não cũng vì chúng ta mê lầm cho nó là thiệt hết mình mới bị khổ chứ còn ta biết nó là một giấc mộng tất cả những thiền sư đã nói là giấc đời là giấc mộng thôi ở đây là phật cũng nói ở đây là một một cái tuồng tấm tuồng một sự mộng ảo thôi nó không có thật gì hết chẳng qua đến đi đều là do dân duyên, tùy duyên trả nghiệp, nhận nghiệp, hưởng, hưởng và trả thôi. Cho nên chúng ta sắp tấn với nhau, có gì chia sẻ đó để mà mình cùng nhau tiến tu. À, tới đây nó cũng có nhiều, nhiều chuyện xảy ra mà mình bắt kịp được, an lạc hơn, à, nhớ nói gì thì nói, câu niệm phật lục tự di đà cũng rất là quan trọng trong thời điểm này đâu đâu mình cũng có thể niệm phật được đi đứng nằm ngồi đi làm đều mình có thể niệm phật được cứ niệm phật rồi cái gì nó tới nó tới mình làm hết tất cả với tâm trí của mình rồi chuyện gì nó tới thì nó cứ tới thôi tiếp nhận nó như là một cái sự thật tiếp nhận nó giống như là một trải nghiệm tu là trải nghiệm đời sống ai không vướng bận thế trần người đó được an lạc nhiều thôi à hơn nhau chỗ đó thôi chứ không phải hơn nhau ở chỗ mà của cải hay là tiền tài hay là đầu óc thông minh địa vị danh vọng hơn nhau là ta nhận thức được ta an lạc ngay chỗ đó ai nói gì nói mình cứ tuyệt vời được rồi quý vị thấy chiếc xà lan không nó đâu có nói dài nó lù lù nó đi nhưng mà hồi nó cũng tới bến chắc cú nữa ok các bạn mình hãy làm chiếc xe lan thiền bát nhã để cho mọi người sau này còn nương nhờ nữa ok thôi xin nam mô gia phật chúc các bạn thân tâm thường an lạc phật pháp sống viên thành gia là phật